quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì sẽ có một khách mời vô cùng đặc biệt. Hôm nay thì Milo sẽ là nhân vật chính của cái video ngày hôm nay. Mình nhìn thấy một cái video ở trên YouTube mà đã có khá nhiều YouTuber làm rồi, mình không biết ai là người bắt đầu. Đó là My Dog hoặc là My Pet Picks My Makeup. Thì ngày hôm nay Milo sẽ giúp mình để chọn những cái thứ mình sẽ dùng cho make up ngày hôm nay. Và tối nay thì mình sẽ có một cái event mình phải đi. Thế nên là những cái gì mà Milo chọn ấy thì mình sẽ dùng và sẽ để cái make up phải đến tối luôn. Nên là phải chọn cho đẹp nhá. Được chưa? Ok chưa? Cái nằm vật ra nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu để xem Milo sẽ chọn make up gì cho Trinh ngày hôm nay. Là Milo bây giờ chọn kem lót nhá. Đây này, có 5 loại đây này. Milo chọn cái nào? Nhá, vậy làm sao? Vậy là chọn nào? 5 cái nào đây? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Nha, chọn cái nào? Chọn một cái đi. Nha, chọn một cái nào. Cái nào? Chọn cái đấy à? Ok. Giỏi thế nhỉ? Rồi bây giờ sau khi chúng mình đã ăn treat rồi thì chúng mình sẽ chọn foundation nhá. Bây giờ Milo chọn cái nào? Chọn đi, một trong bốn cái này, nhanh lên cái nào. Để tay vào một cái thôi. Sẽ thở dài thế. Nha. Úi giời, kìa, cái nào. Chúng ta tìm người chiến thắng. Đó, Milo ngồi. Milo ngồi nào, Milo ngồi. Milo ngồi xuống. Giỏi quá, mỗi tội là quay đít vào sản phẩm thì sao mà chọn được. 6 loại kem cho khuyết điểm ở đây. Milo hãy giúp Trinh để chọn một hoặc là hai cái cũng được. Nhanh lên. Nè Milo. Thôi được, bởi vì Milo đã ngồi giữa kem che khuyết điểm này và kem che khuyết điểm này nên mình sẽ chọn cả hai cái luôn. High five. Yeah, Milo ngồi rồi. Ok, bây giờ chúng mình có 5 loại phấn ở đây. Sau đó chúng mình sẽ được thưởng thêm một cái bánh nữa sau khi chúng mình chọn nhá. Nào, bây giờ chọn cái nào? Đặt tay lên một cái nào. Laura Mercier. Yeah. Giỏi quá, chúng mình quá hiểu nhau. Chọn đi. 1, 2, 3, 4. Milo chọn một cái đi. Milo muốn Trinh dùng cái nào? Cái nào lung linh nhất? Thôi đừng có ngửi tay nữa. Nào, Becca này, Physicians Formula này. Đấy. Hoặc là Anastasia Beverly Hills. Hay là không được. Nào, đây này. Xin mời. Thôi rồi, tôi sẽ chọn ra ứng cử này chính là Anastasia Beverly Hills Glow Kit. Bây giờ đến má hồng nào. Làm ơn nào. Hai cái này luôn à? Được rồi, cả hai luôn nhá. Thích nha. Nhanh quá. Người chiến thắng là Anastasia Beverly Hills bằng Prism. Yeah. Hello. Anh ta đã tìm ra người chiến thắng. Cái này nó hit đầu tiên nên là chắc là. Cố lên Milo, cố lên Milo, cố lên. Tung quá. Yeah. Chọn hết à? Chọn hết cả ba thời đấy luôn à? Thôi nhá, cầm cả ba nhá, xong rồi tí dùng cái nào thì dùng nhá. Có thể nhiều bạn đang đặt câu hỏi là tại sao da mặt mình với cả da mặt mình tuần trước nhìn đã khác nhau. Mọi người nghe cái câu chuyện mình kể rồi đấy, cứ hôm nào mình bảo là da nó tốt lên ấy thì như rằng sẽ có một cái biến gì đấy xuất hiện. Và lần trước thì mình bị dị ứng cái toner. Thế là mọi người nhìn đeo, nhất là cái quả ở giữa chỗ nhân trung rồi này, đập thẳng mặt luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ dùng cái base này là Pearl Base của Baychu. Cái này là một dạng như kiểu illuminizer ấy. Nó sẽ làm cho da mình bóng hơn, với cả nó có cái độ hắt của ánh sáng nữa. Thực ra cái mùa này ấy, dùng cái này thì không hợp lắm, bởi vì trời Hà Nội bây giờ đang là 39 độ, 38 độ. Nên là tí nữa có thể da mặt mình sẽ hơi bị dầu. Ôi mẹ ơi, cái này đau dã man. Đó, mọi người nhìn thấy là sau khi sử dụng xong ấy thì nó sẽ có cái độ bóng ở hai bên mặt.
Tiếp đến sẽ là foundation, và Milo đã chọn Shiseido Synchro Skin Lasting Liquid Foundation với SPF 20. Thì cái loại này mình hay dùng vào mùa đông nhiều hơn. Khoảng tầm 4 tháng nay thì mình đã nhường lại cái này cho mẹ mình để dùng rồi. Nên là mình không biết là nó chỉ còn mỗi một chút ấy. Hy vọng là vẫn đủ để dùng cho ngày hôm nay. Cái này có độ che phủ khá là ok này. Với cả ở trong này có một cái gọi là kiểu nó có hơi một chút powder ấy, nên là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà có da dầu. Bây giờ sẽ sử dụng cái cọ này của It Cosmetics. Hồi trước khi mà mình dùng cái foundation này thì mình hay dùng beauty blender nhiều hơn, chứ mình cũng ít dùng cọ. Nhưng mà đến một thời gian mình nhận ra là dùng beauty blender nó rất là tốn sản phẩm ấy, nó hay bị hút vào trong. Mặc dù là đúng là cái lớp make up thì nhìn nó tự nhiên hơn. Và đến kem che khuyết điểm thì Milo đã chọn Maybelline Fit Me màu 01 và The Same Cover Perfection Ideal Concealer Duo. Thì thực ra từ lúc mình mua cái này, mình mua ở Hàn và mình cũng chưa dùng cái này một lần nào cả. Thì cái này nó sẽ có hai đầu nhá. Một cái đầu của nó thì sẽ là cái concealer dạng thỏi như thế này. Còn một đầu còn lại thì sẽ là... Và một đầu thì sẽ là concealer dạng như thế này này, dạng cái đầu chip này mà mình hay dùng á. Bây giờ mình sẽ dùng cái The Same Cover Perfection Duo này để che vết thâm ở vùng mắt trước nhá. Rồi bây giờ sẽ dùng cái Maybelline Fit Me này để che những cái vết thâm mụn ở trên này. Lâu lắm rồi thì mình không dùng cái kem che khuyết điểm này nên cũng không biết là nó sẽ ra sao nữa. Cái này thì mặc dù nó là màu light nhá, nhưng mà nó rất là vàng luôn. Và mình hy vọng nó sẽ không bị kiểu oxy hóa, cái màu nó sẽ không đậm hơn nữa ấy. Theo sự lựa chọn của Milo, một sự lựa chọn rất chính xác, thì chúng mình sẽ dùng phấn Laura Mercier để bake ở dưới phần mắt. Mình nhận thấy là cái kem che khuyết điểm của Maybelline ấy, nó che mụn cũng được thôi, khoảng 75/100%. Hôm nay mình sẽ dùng cái bảng mắt này của Anastasia Beverly Hills. Đây cũng là một trong những bảng mắt mà mình rất là thích. Cái này là Prism Eye Palette. Ở trong này thì có rất là nhiều màu đẹp này. Và tất nhiên là những cái màu của Anastasia thì bao giờ nó cũng rất là pigmented rồi. Mọi khi thì mình hay đánh cái tông kiểu cam cam như thế này ấy. Và rất nhiều bạn nói là mình make up lúc nào cũng một kiểu này, và lúc nào cũng là tông màu cam hoặc tông màu nâu gì đấy. Thì thực ra mình rất là thích những cái tông màu cam, nhưng mà ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm cái gì đấy nó khác đi một chút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu màu này, màu lưu, màu kiểu hơi tím tím này nhá. Và mình sẽ dùng cái cọ này là Morphe M441. Đây, cái đầu nó hơi tròn tròn như thế này, để tán lên trên vùng bầu mắt trước. Cũng có nhiều bạn hỏi mình là Milo là giống chó gì. Thì Milo là poodle, nhưng mà là lai chó Nhật với cả chó Bắc Kinh. Thì khi mà mình mới nhận nuôi ấy, thì mình có tìm hiểu ở trên mạng, thì người ta có ghi là đấy gọi là giống Peekaboo ấy. Tại vì Bắc Kinh thì lông nó xù hẳn lên, còn poodle thì là nó lông nó xoăn, còn chó Nhật thì lông nó lại hơi thẳng. Nên là Milo có những đoạn lông ở trên người thì rất là xoăn, nhưng mà có những đoạn thì nó lại thẳng tưng ra. Hồi mà mình nhận nuôi Milo thì nó cũng rất là bất ngờ thôi. Vì nhà mình ấy, em mình rất là thích nuôi chó, nhưng mà đã rất nhiều lần nói với mình là kiểu muốn mua một con chó để nuôi, nhưng mà mình không đồng ý. Tại vì cả nhà mình ai cũng bận ấy, không kiểu sợ là không có thời gian để chăm cho nó. Thì tự nhiên đến một ngày đẹp trời buổi tối đấy, tự nhiên mẹ mình mang về một con thôi. Thế là mọi việc nó bắt đầu từ đấy, chứ cũng kiểu chẳng có kế hoạch gì cả. Mà cũng không phải mua, mà là mẹ mình được bạn cho thôi. Nhưng mà nuôi chó nó cũng giống như là nuôi một con người vậy ấy. Nuôi đứa trẻ con ấy, lúc nào cũng phải có người chăm cho nó, phải trông cho nó, chứ không phải là chỉ như mèo là mua nó về xong rồi ví dụ như mình để nó ở nhà cả ngày cũng được ấy. Thì chó mình không thể để nó ở nhà cả ngày một mình được. Chắc là chó ta thì ok, nhưng mà
Ví dụ như những con poodle như thế này thì lúc nào nó cũng cần phải có người bên cạnh. Bây giờ chuyển sang màu thứ hai, đó là màu parallel, là màu nâu. Ở đây mình sẽ đánh ở phần đuôi mắt và sẽ dùng cái cọ mà nó hơi dẹt như thế này. Cái này là Sigma Medium Sweeper E54. Đây, nó hơi dẹt dẹt như thế này để tập trung ở cái phần đuôi mắt này thôi. Trước kia khi mà mình chưa bao giờ nuôi chó cả. Nhà mình thì rất là thích nuôi mèo, mọi người đều thích nuôi mèo. Đúng là nuôi chó nó là một cái kiểu kinh nghiệm, một cái kỷ niệm khác hẳn ấy. Khi nuôi chó, mọi người chỉ cần về, mọi người chỉ cần mở cửa thôi ấy, là nó nghe tiếng cửa nó sẽ đứng ngay ở đấy, xong rồi lúc nào nó cũng kiểu mừng rỡ chào đón, đuôi ngoáy loạn hết cả lên. Nên là dù là đi đâu ấy, mình về mình cũng thấy là có người đang đợi mình ở nhà, kiểu như thế. Bây giờ sẽ dùng cái cọ này là, mất hết tên rồi, của Real Techniques. Cái này là concealer brush thì phải. Mà sẽ lấy một ít cái kem che khuyết điểm vào đây và đánh lên trên cái phần mà mình muốn đánh cái nhũ lên trên sau ạ. Bây giờ mình sẽ lấy màu Dimension này để đánh lên trên cái phần mà mình vừa đánh concealer lên. Bây giờ sẽ quay lại với cả cái cọ này lúc nãy nhá, và sẽ thêm một chút cái phần màu nâu vào dưới đôi mắt cho nó rõ hơn một chút xíu. Và highlight phần đầu mắt này với cả cái màu lucid màu trắng này. Bây giờ để tight line, tức là kẻ mắt ở trên cái vùng mí mắt trong này này, mình sẽ dùng cái Beige. Chết rồi, không biết màu này màu gì luôn. Ở đây này không ghi, cái này là pencil eyeliner. Và mình sẽ kẻ một chút cả phần mí mắt dưới nữa. Là I don't think so. Thực sự phải nín thở để kẻ eyeliner. Còn bước cuối cùng đó là bước dán mi giả, thì mình sẽ dùng cái mi này của Nhật. Cái này là Repeat Special Collaboration 2. Cái đợt mình đi Nhật ấy, mình đã mua rất nhiều những cái mi này và mình mua rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà được cái là mi Nhật nhìn nó rất là tự nhiên, và nó cái dây mà ở để dính vào mi ấy nó cũng rất là dễ dùng nữa. Mình đã gắn mi xong, thực ra cái mi Nhật này ấy, sau khi gắn lên thì nhìn nó cũng không khác gì là mấy. Vì nhìn nó hơi bị tự nhiên quá ấy. Nếu mà cái này ấy, nếu mà cái mi nào mà nó dài hơn và nó dày hơn thì chắc là nó sẽ hợp với cả cái makeup này hơn. Nhưng mà không sao, Milo đã chọn thế rồi thì chúng mình sẽ phải theo thế thôi. Bây giờ đến màu má, thì lúc nãy Milo có chọn cái Beige này màu hồng này với cả cái 3CE cam vàng này. Thì với cả cái màu mắt này ấy, chắc chắn là không đánh được cái màu cam này rồi, nên mình sẽ đánh màu hồng này nhá. Sẽ sử dụng cái bronzer này, cái shading này của Innisfree. Cái này là màu số 2. Sorry mọi người, lúc nãy mình chưa ấn quay thì may mà trong lúc đấy mình chỉ mới làm thêm một bước. Đấy là dùng cái glow kit này của Anastasia Beverly Hills. Thì màu mình dùng là màu Sunburst và màu Bubbly. Hai màu này trộn với nhau. Đó.
thì mình có dùng cái highlight ở trên mặt vậy thôi, chứ chưa dùng thêm gì hết, thì phát hiện ra chưa bấm quay. Bây giờ sẽ sang son. Mình có hai màu Touch of Rose là Mamma Mia với cả Magic Fire. Không biết là nên dùng cái nào đây, cả hai màu này thì mình đều chưa dùng lần nào cả. Mamma Mia thì có vẻ là đậm hơn và nó đỏ hơn. Còn Magic Fire này thì là màu cam này. Ok, sẽ dùng màu này nhé. Quyết định là không chấm điểm cho cái make up ngày hôm nay, thế nên là có lẽ là chúng mình sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này, và nếu mọi người có thể chấm điểm xem là ban giám khảo có vẻ rất buồn ngủ nếu mọi người có thể chấm điểm cái make up mà Milo đã chọn cho mình ngày hôm nay thì mọi người sẽ chấm mấy điểm, hãy comment cho mình biết ở dưới nhé. Đừng quên like cũng như là subscribe để có thể xem được những video tiếp theo ở trên channel này, và chúng mình sẽ gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye. High five.